Cái này lắm ong bò vẽ. Ong rơi rắn. Không biết đẻ bò lên đi. Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình với cả hai bạn Minh Hoàng nha, Minh Tuyết nha. Thì hôm nay mình sẽ lên hang khám phá trên này anh em ơi. Đó. Cái hang này ngày xưa mình đi chân trâu ấy. Ngày xưa mình được đi chân trâu mọi người ạ. Mình đi chân trâu trên này nhưng chưa vào hang lần nào. Thì hôm nay có hai bạn ở đây thì bọn mình sẽ lên khám phá xem cái hang trong đó có những cái gì nha. Thế bây giờ bọn mình sẽ đi khám phá luôn nha. Let's go. Ok. Bây giờ bọn mình còn đi theo mình. Bây giờ mình có chào lên chỗ này một mạo đây. Cái này đất nhà nước ấy. Bây giờ người ta khai thác ra cho dân ở sao ấy. Chào. Chào. Lên tốt. Nguy hiểm đang cận kề. Nguy hiểm đang cận kề. Ôi, ở đây họ lổ đá rất là nhiều mìn đấy anh em ạ. Đây. Ở đây lổ đá nhiều mìn lắm. Nên là mình phải đi rất là cẩn thận. Ở đây trên này vẫn còn mìn à? Còn mìn mà. Thật đạp ạ. Ôi, mìn lổ cho bay người đấy. Đây cái thì kìm. Khổ lắm. Chị chết đi được lên thầy sự cơ. Làm vlog 25 không sao, bom lổ được lên thầy sự. Bom lổ thì lên thầy sự thôi mà. Ôi, kỳ ghê. Ôi, anh em đang nhá đi ở bên kia chứ. Bên kia có cái nhà hoang kìa. Ui. Khi tiêm nhá. Đi bộ lên trên này nhiều, đi chạy bộ quốc gia ấy mọi người ạ. Leo có vẻ mệt lắm. Đi bộ xuyên Việt. Xuyên Việt luôn. Đây biên giới nào bên này luôn rồi. Nhưng mà anh em mình đi lên trên này không mang một chai nước nào. Cảm giác một khát nước đúng không? Anh nghe ra anh em mình phải mang một chai nước. May là mùa đông nó không nóng này. Uầy, trên này làm video sinh tồn hợp lý anh em ơi. Ở cái này làm nhà thì hợp lý nhỉ. Ui, trên này nhiều dê. Cái mấy cái đường này này là cỏ nó dẹp đi là họ dê nuôi dê mọi người ạ. À. Dê nó nuôi dê. Dê đi lại nhiều. À, không. Quả này quả gì đấy? Mình thấy người ta đi rừng ấy, người ta toàn thấy quả này thôi mà không biết ăn được không? Quả này giống quả bắp ngô đấy. Ừ, giống cái bắp ngô nhỉ. Quả này nguy ấy đấy. Thôi được ăn. Thôi chiều thôi đi đi. Thôi đi đi. Nhìn đẹp nhỉ? Quả đấy họ cho chim ăn mà. Quả này toàn hột, toàn chim ăn thôi. Đúng rồi. Chim nó ăn, cái này con người đó. Ăn rồi. Thực hiện ra anh em mình nhặt được lan được biến mọi người ạ. Mọi người ơi, đây là cây mâm xôi mọi người ạ. Cây mâm xôi này ăn ngon lắm. Đây là chỉ trong rừng mới có thôi. Ngọt. Đây quả này mọi người sẽ ăn suốt này. Đúng rồi. Mấy cái quả này hồi bé mình đi chăn trâu mình ăn suốt mọi người ạ. Quả đỏ đỏ kìa. Được không? Ăn được không? Ngọt đấy. Ngọt mà anh em. Ui. Đây là cái mâm xôi này. Ở kia kia còn mấy quả dưới kia Tú. Đây. Ui. Đấy mọi người đây. Quả mâm xôi. Quả nó mọc tự nhiên đẹp cây nhỉ, nó... đẹp nhỉ. Ừ. Quả nó mọc tự nhiên cây nó còi nó quả bé. Bé đậm đấy. Ừ. Mình đây không có. Ơ đi đi, tiếp hành trình đi nào. Đi tiếp hành trình thôi anh em. Nóng thế. Cởi áo ra lốt. Nóng thật. Càng lên trên như càng nóng sao ấy. Đúng rồi. Leo càng lên càng nóng như đâu, càng lên càng lạnh càng đúng rồi. Mùa hè thì càng lên càng lạnh, còn mùa đông càng lên càng nóng. Mùa hè thì càng lên càng lạnh, còn mùa đông càng lên càng nóng. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Dê kìa. Đấy mọi người ơi, đấy là cái hang, hang trên này. Không sát cho anh em nhìn dê kìa. Dê
Thế mùi như thế thú nhỉ? Rậm rụi như này mình sợ rắn lắm mọi người ạ. Rắn đã ăn. Ui, đi khó lắm. Riêng bên. Cây gai, con mày chốt. Nhiều gai quá anh em ơi. Đây. Anh em ơi, nhìn giờ dê kìa. Dê kìa, dê trắng mà. Người ta có một cái doanh trại nuôi dê để lấy lông mà. Đây là cái hang ở trên này luôn anh em nhá. Đây là cái hang trên này. Dê. Ôi trời, nhìn khung cảnh này kìa. Đẹp quá. Mình nhà mình gần đây mọi người ạ. Mình mấy năm nay ở trên lên đây. Lên trên đây nó kiểu cỏ nó tốt tùm hơn. Kéo lạc đường không nhỉ? Nhìn nó kiểu sợ sợ ấy. Ừ, đi vào đi. Nhưng mà anh em quay sinh tồn như này hơi nguy hiểm. Đúng rồi. Đồ đi có gì bảo hộ đâu. Không không vào. Thôi thì anh. Đẹp đi, có cái gì gai không? Cái này là pháo này. Tết hay mang để đây. Nó đốt này. Đó. Lổ như cái pháo à. Cái này à. Lổ bù. Có. Mình vào tới trong hang rồi nhưng mà đây con anh tám đây đi. Nhưng mà anh em mình hơi sợ. Chưa có động lực để vào hang. Để đó. Đúng rồi. Rắn giết con thứ ghê. Cái này nó ở bờ hang này lâu rồi. Anh em mình liều đi. Hôm nay mình liều vào hang khám phá. Cái này nó ong bò vẽ. Ong rơi rắn. Kiểu có thể là. Ấy. Thôi cứ tỉa quả này đây đi. Ui đầy cứ dê nó tận đây này. Lên đi. Có lên nữa. Ui có sâu quá nữa không? Sâu. Đến đây thôi à? Đây anh em ơi. Bọn mình đang ở trên hang. Đấy. Đây là cái hang. Thế là mọi người. Anh em ơi. Anh nhìn xuống khung cảnh này. Bình yên thật. Ui, tuổi thơ này. Ui anh em ơi. Đâu? Đây. Cái gì? Trong này còn hang hay sao ấy? Cái con gì mà nó hay đục cái lỗ đất này mà như mình kiểu ra được cái con này. Thôi đi ăn đi. Đi nào vào. Bọn mình lên hang trên này. Đi lên đi, bây giờ mình lên. Anh em lên đi. Ui giời. Đi hơi nguy hiểm. Trong đây vẫn còn hang mà. Đây mình đang trèo lên hang. Ui, trước đập trước mặt mình đây là một cái bệ. Bệ này nhìn như kiểu cái tháp ấy mọi người. Nhìn hợp lý lắm. Ui, đẹp chưa? Đây mọi người. Cái này kéo làm cái nhà của người ngày xưa tao ở đây rồi. Đây mọi người. Mình lên trên là một cái hang như thế này. Trong đấy còn hình như còn một cái hang. Lên đi ăn lên. Anh em cứ thắc mắc là ở trên này là có một cái hang. Ui, đây này, đẹp chưa? Không, cái đấy không phải. Ủa, nhìn trong rồi. Bật đèn lên, đây cùng mày. Anh em ơi, đây có một cái cột, như kiểu cái cột
cột như ở cái cột trong phim Tô Mộ Không ấy. Trên này có cái hay lắm. Đây này. Đâu mà nhìn này. Đây đây. Đây này. Tổ chim. Không biết ở đâu. Tổ chim. Anh em nhìn xuống này. Đấy. Ôi nhìn cái này đi mấy cảnh. Cái hang nó đơn giản như này thôi. Tổ ong này. Đây này, Tú đây này. Trên này có một cái tổ đây này. Trên này có một cái tổ chim. Ghê lắm nha, cẩn thận vào. Anh em thấy chưa? Ừ. Đây, đây tổ chim. Không biết tổ gì. Chắc tổ chim. Chim lên toàn dòng lấy xem có tổ ong có gì không. Đấy. Nhìn cái này hay nhỉ? Kia kiểu mặt đá ấy. Ừ, hết kiểu sân chui ấy. Đúng rồi. Đẹp nhỉ? Đẹp. Kiểu như là gọi là bánh 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 gì? Bánh xôi ấy, bánh xôi đám cưới ấy. Cái này, soi vào soi dịch cái này. Bánh mứt của ngày Tết. À, cái mứt dừa ngày Tết. Mứt đấy. Mình vào hang mọi người ạ. Thì mình thấy cái hang này cũng rất là đẹp. Mà mối tội hơi nhiều lông chim. Trong này có nhiều lông chim lắm. Nó ghê ghê ấy. Với lúc mới bắt đầu lên hang này thấy con chim bay ra mà chả biết con chim gì. Lúc ấy mình thấy con chim nó bay từ trong này ra, mình không kịp quay cho mọi người. Bởi vì mình trèo từ dưới lên nó khó. Bắt được con đấy nữa thôi, đỉnh đấy, siêu cay. Thôi ông mình siêu cay, nguy hiểm lắm. Đây, nhưng mà cái hang đoạn này mình ưng nhất cái đoạn khi mình lên đây là nó đập vào mặt mình cái lệ luôn. Đây này, cái này là mình khám phá hết rồi, cũng không có cái gì thú vị nữa. Bây giờ mình về đây. Xin chào mọi người. Bye bye.